Cùng mình sửa lại bài cuối khóa của chị học viên này nha. Cùng phân tích xem bài này chị bị lỗi gì nha. Lông mi và lông mày còn cứng, môi thì cứng viền và nem xung quanh. Nhìn miệng hơi hô, phần lỗ tai và nguyên phần vai vẫn chưa tả khối và tách ra khỏi mặt. Phần áo khoác chỉ có một mảng đen. Giờ thì sửa thôi nào. Đầu tiên là xóa bớt phần lem của môi, chỉnh lại dáng mũi cho bớt cứng, bóc sáng những phần cần nổi khối lên, vẽ lại trục mặt để cân chỉnh lại ngũ quan. Tiếp theo đánh tả khối phần cổ và vai, phần lỗ tai sẽ thêm tóc con để che bớt lại. Bàn tay cũng tả một chút để tách ngón tay và lòng bàn tay ra. Phần lông mi bị cứng mình sẽ xóa bớt phần đầu và đánh lại vài sợi mỏng hơn. Sau đó thêm bóng đỏ cho mắt để mắt có chiều sâu. Tách cổ và mặt ra cho rõ hơn nữa. Mình sẽ tán phần đầu lông mày nhạt đi cho bớt cứng và nhìn tự nhiên hơn. Trang điểm một chút cho mắt thêm sinh động. Thêm phần tóc con mỏng và tạo đường da đầu. Đánh thêm má hồng cho da tươi tắn hơn. Thêm sáng vào áo khoác để tạo cảm giác áo lông dày dặn. Cuối cùng thêm highlight vào mắt cho mắt long lanh, vào môi để cho môi căng mọng hơn. Chỉnh lại tổng thể mà một lần nữa cùng